vậy? Ơi, mới trời. Sáng sớm khi bình minh vừa ló dạng, những chú chim đang hót véo von mà vô mày khóc là sao? Ví dụ em như Lan Huệ sầu, anh Lan Huệ héo, em buồn như tình anh bán chiếu, em đau khổ như dắp cục đá vậy anh ơi. Mày đọc rap tao nghe hả? Mày nói cái gì tao không nghe được chữ nào luôn, làm gì mày khóc bù lu bù la? Bình tĩnh mày nói coi, bị giật tiền hay là bị trai bỏ? Bị sụp đổ thần tượng. Là sao mà mày thần tượng ai? Anh ca sĩ Đảng Hậu á. Tên gì? Đảng Hậu. Ca sĩ Đảng Hậu hả? Ừ. Thằng đó nổi tiếng không trời? Sao nghe cái tên Đảng Hậu, ca sĩ Đảng Hậu mà nổi tiếng hả? Rất là nổi tiếng luôn. Mà nó làm gì mà mày sụp đổ? Trời ơi, tự nhiên bữa nay báo đăng là ảnh lừa tình gạt tiền. Nó không chịu lừa tiền mà mày buồn đúng không? Không phải, nhưng mà anh làm vậy là chết rồi. Em mê ảnh bao lâu nay. Rồi sao? Mà bây giờ ảnh lại bị là đồn là lừa tình lừa tiền vậy. Mà anh nghĩ coi, ảnh là đang cặp với một cô gái người Lào. Trời mà ơi. Bây giờ đám cưới với một cô gái người Thái. Trời ơi, thiệt luôn. Thần tượng mày. Sao? Thập cẩm. Trời ơi, mày cũng hết người mày thần tượng rồi. Thần tượng cái gì đâu mà quen tình. Sao? Ái linh tinh lang tan rồi lừa tiền người ta. Chỗ mấy con nhỏ đó mà cãi lộn nhau chắc vui lắm á trời. Bởi vậy mày cứ thần tượng, ba thần tượng mày tào lao sụp đổ là đúng rồi. Lần này lần thứ mấy mày sụp đổ rồi? Mới lần trước là cái gì? Ca sĩ gì mà ung nhọt vậy đó. Là đó, sụp đổ nè. Đúng rồi, tại rồi vì, xong rồi vì ảnh là ảnh bị lên báo là tố là lừa tình gạt tiền người ta nên là em bỏ em cũng mê ảnh nữa. Cũng lừa tình gạt tiền nữa. Mà mới đây nhất là cái gì? Cái sĩ gì siêu dẹo gì nè. Em nghỉ chơi chị rồi. Sao vậy? Tại vì chị bị lên báo, người ta nói chị là nợ nần chồng chất tứ phía bụi văn luôn. Nên em thấy sợ quá, em không có mê nữa. Sao thần tượng mày toàn cái gì đâu không vậy trời? Cái tên là thấy là nghe là thấy mắt hết thần tượng rồi. Yeah. Thôi mày nín đi mày ơi, khóc nghe mệt quá. Tao kêu mày nín mày không nghe hả? Đâu không khóc đâu. Trời ơi, nhà tôi như cái chùa trời, ai khóc vô khóc bị chó cắn hay gì la ghê bà. Vậy chó nào cắn tôi? Tôi không cắn nó thôi chứ ai mà cắn tôi được vậy hả? Cái vụ gì? Tôi đang đau lòng quá, tôi không muốn nghe một tiếng động khác ngoài cái tiếng của bạn bè an ủi tôi. Thôi tôi biết rồi. Gì? Vụ gì? Sao này? Tôi đã nói là bao nhiêu lần rồi. Lớn tuổi rồi, chuyện gì cũng phải giữ kẻ, phải bảo vệ an toàn rồi chứ. Từng rồi. Tuổi này rồi, bây giờ còn có bầu. Gì vậy cha? Cái gì? Không hả? Bầu nào? Bụng có bự quá kìa. Trời, mấy bữa giờ ăn bị sinh bụng á. Bị sinh bụng ăn biết ăn đúng cái gì, vừa chiến chướng bây giờ đi đâu được đâu. Ủa vậy ai biết bà khóc cái gì, ai biết? Trời ơi, tôi bị sụp đổ. Sụp đổ cái gì? Cái gì mà đổ cái gì? Thần tượng của tôi. Rồi, thần tượng nữa. Thần tượng ai? Thần tượng tôi là anh Kim, Im Kim. Kim hả? Trời ơi, nữa rồi, bắt đầu lại ngoại quốc nữa rồi, hướng ngoại nữa. Thần tượng của cô ba đây á là một người Việt Nam đàng hoàng, người ta hàng ta. Hàng ta, người xứ An Nam. Hát tuồng chèo á. Trời em biết rồi. Trời ơi, em cũng mê anh đó mê luôn. Đúng không? Kim đủ thứ. Đó. À Kim đủ thứ hả? Kim đủ thứ. À, tôi cũng biết à. Đó. Trời ơi, bà xã tôi cũng mê lắm luôn á, tối nào cũng hát mấy cái tuồng của ổng á. Trời ơi nổi tiếng lắm, hát mà chèo. Mà sao? Gì? Em biết ông bị gì không? Anh bị sao? Gì? Ông chèo, ở đầu ông hát rồi ông chèo qua, ông chèo ra ngoài sông. Trời ơi, chèo qua sông rồi, xong chèo qua biển xong rồi bị đắm thuyền rồi chết đuối đúng không? Gì vậy? Tào lao quá vậy? Trời ơi, sao suy tưởng dữ dằn vậy? Không có phải, ông chèo ra ngoài sông đánh bài. Trời ơi, ra ngoài sông đánh bài. Ra ngoài sông đánh bài, mới ghê. Vừa đánh vừa hát chứ, hả? Rồi sai sóng rồi, đánh thua hết tiền rồi, xong rồi mượn nợ người ta hay là sao? Trời ơi, đánh bài bây giờ đâu, ổng đánh phải gì, ổng đánh kính rồi, bây giờ ai cũng biết hết trơn á. Trời, hèn chi. Sai sóng rồi. Thấy báo công an luôn anh. Trong này ông bị khùng hả trời? Trời hết chuyện rồi, tự nhiên hát chèo xong rồi chèo ra ngoài sông đánh bài còn báo công an, nó bị điên hả? Tự nhiên đánh bài còn báo công an cho bắt mình. Trời ơi, gì vậy? Đi tự thú. Ông xàm quá ông Bảy ơi, người ta là gì? Đi là đăng báo công an á. Đăng báo. Báo đăng á. À là báo hả? À, báo công an. Tôi tưởng đâu ông đi đánh bài, ông còn đi báo công an nữa, tưởng đâu cảnh sát hình sự hay gì, cuối cùng đi báo là có gì báo công an, có phụ nữ. Đúng rồi, đó. Đăng báo lên nữa, ai cũng biết.
bây giờ cái coi như là sụp đổ hình tượng mà đánh lớn lắm, phải đánh thường đâu, đánh mà tiền chất người muốn chìm ghe luôn á. Thì bởi vậy đánh bộ bài nhỏ nhỏ thôi, đánh chi bự bộ bài bự quá, đánh lớn mà có đánh với tiền, còn bộ bài có chút xíu bộ bài vẫn vậy à. Chỉ trời, có tiền nói rõ ràng thấy chưa, trời ơi vậy là sụp đổ rồi. Mày cũng thần tượng luôn hả? Thôi luôn chết rồi, tối nay còn mệt nữa. Sao vậy? Tối nay tới bà xã tôi khóc, bả cũng thần tượng ông này lắm nè, tối nào hết là tối nay sụp đổ nữa. Bả biết chắc luôn là bả xỉu lên xỉu xuống còn hơn tôi, bả mê dữ lắm. Trời ơi, bởi vậy tôi nói hả, thần tượng của một người là khó lắm. Bởi vậy hả, người của công chúng khi mà được mọi người mến mộ là phải biết giữ hình ảnh đó. Phải sống làm sao cho mọi người noi theo. Bởi còn cái này giống như là tiếng sống mà bị sa ngã rồi, sa bị ngã. Sống sai rồi mọi người sụp đổ hết. Mình buồn chứ, uổng phí bao nhiêu khoảng thời gian gầy dựng được cái hình tượng. Bởi vậy mấy người cũng bớt thần tượng giùm tôi cái đi. Thần tượng gì đâu, thần tượng nhiều quá à. Thần tượng gì, mấy thần tượng chuẩn, mấy thần tượng có đâu thần tượng, mấy mốt mấy người đừng thần tượng nữa. Thần tượng tưởng tào lao mới làm thần tượng, nó cấm mấy người thần tượng á. Biết rồi, biết rồi, tượng biết hoài nói biết rồi, khổ quá không có thần tượng chơi, đâu. Ơi trễ giờ, trễ nãy giờ lo nói mấy vụ mày quên trễ giờ tôi luôn rồi. Sao vậy, sao vậy? Tới giờ tới giờ, bây giờ là sao thần tượng của tôi hả? Mấy cầu thủ Việt Nam bây giờ chuẩn bị ra sân rồi, nãy giờ lo nói chuyện phải vô coi liền. Ê, chứ trời ơi trễ giờ vậy sao không mà nói người ta một người, cuối cùng nó thần tượng tới 11 người mới vậy. Cái gì ai nói 11 người, ai nói 11 người, 11 người đó đó, 11 người dự bị là 22 người, chưa tính ông huấn luyện viên là 23 nha. Rồi chưa tính là một là săn sóc viên người tùm lum tà la nhiều lắm đó nha. Không biết gì hết trễ giờ tôi hết rồi, ra làm 20 mấy 30 người, 400-500 người. Ủa trời, thần tượng dữ vậy luôn hả? Lại là thần tượng.